Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé! Nhóm lao động đi xe máy từ Sài Gòn về Nghệ An ngủ bên vệ đường. Hành động của anh thợ Hồ Quảng Bình gây xúc động. Nhìn hình ảnh nhóm người nằm bên vệ đường nghỉ ngơi, ai cũng xót xa. Những ngày này tình hình dịch bệnh căng thẳng, vì xe khách không chạy nữa nên nhiều người chuyển qua tự chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê, cũng vì vậy có nhiều câu chuyện gây xúc động mạnh trong những ngày vừa qua. Một nhóm lao động đi xe máy từ Sài Gòn về Nghệ An tới Quảng Bình thì mệt quá ngủ luôn ngoài đường, một anh thấy bảo là thợ hồ người Quảng Bình đi ngang qua thấy thế thương quá nên đã đi mua cho họ ít bánh mì ăn lót dạ để có sức tiếp tục về quê, thật sự không có gì bằng tình nghĩa đồng bào quê tôi. Đây là bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội, đính kèm là hình ảnh của một nhóm người lao động nằm bên vệ đường nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Thấy họ quá mệt mỏi, anh thợ hồ đã mua đồ tiếp tế. Nhóm nam nữ ngồi ăn bánh mì, uống nước lọc nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến đi, khiến người ta thấy thương làm sao. Hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ sớm ổn định để cuộc sống quay trở về sự bình yên vốn có. Nhiều dân mạng cũng tỏ rõ sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh trên. Trong mọi hoàn cảnh, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam vẫn là một điều đáng quý. Một dân mạng viết: "Tội nghiệp thật những ngày này các hành động giúp đỡ nhau như vậy rất quan trọng, nó góp một phần lớn để chúng ta tương thân tương ái cùng nhau vượt qua đại dịch này. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.